Đức Thế Tôn từ bi xin chứng cho tâm thành, thương máu thân đọa đài chịu ngục hình khổ đau triền miên, vô gián nơi A Tỳ linh hồn người đớn đau ngày đêm. Thương mẹ hiền đó đài báo ngài đổi khắp bát cơm thâm tình, lòng con hiếu sinh dân để cho máu thân no lòng, nhưng nào ngờ có ăn được đâu, cơm đưa chưa tới miệng đã hóa thành lửa than còn đâu. Lòng con đau đớn xót xa, biết sao đáp đền thăm ơn, cuối sinh Đức Phật từ bi ban pháp Phật nhiệm màu nguyện di, cứu mẹ thoát ca tỳ khổ đau. Ơi hỡi một kỳ đến, ta cảm thương cho người đầy pháp Du Lan Bồ, đạo nhiệm màu cứu cho mẹ cha, ta thuyết cho muôn người cùng thực hành báo ân mẹ cha. Du Lan Bồ chính là ngày rằm tháng bảy, chư tăng hỏi về mừng phượng quay đất vô biên, hãy mau chi tâm cung dường và nguyện nhờ phước ơn mừng phương, cứu cho mẫu thân của người thoát A Tỳ khổ đau cầm giá. Nhờ công ơn Đức Thế Tôn, mẫu thân sanh về thiên cung, sống nơi cõi trời an vui, thoát A Tỳ ngục hình khổ đau, Du Lan Bồn nhiệm màu nguyện di. Ơn sinh thành vô vàng to lớn, sánh như biên trời, lòng con ghi nhớ ai ơi, giữ cho hiếu ân vuông tròn, luôn phụng thờ kính yêu mẹ cha, đêm đêm thắp nhang nguyện cầu cha mẹ hiền sống lâu cùng con. Còn khi cha mẹ đã mất đi, chắp tay lại cầu mười phương, cứu cho linh hồn mẹ cha thoát qua đọa đài khổ đau, giáng sanh về A Di Đà Tây Phương. Con thành người tại đức nhiên toàn.
ấm áp cõi lòng con, luôn có mẹ kề bên. Lòng đầy trào dâng bao niềm vui quý trước phân đài. Mùa du lan đến áo con cài qua ống thơm, vui sướng mẹ vẫn còn đầy hạnh phúc nào được mãi bên. Phật và giờ này cung thỉnh toàn thể đạo tràng hướng về tôn tượng Đức Phật đồng kính sát Phật. Mô Phật. Tâm niệm kính sát Đức Tổ sư. Mô Phật. Tâm niệm kính sát quý Đức Thầy quá cố. Mô Phật. Cung thỉnh đạo tràng kính sát chúng. Mô Phật. Cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh an tọa. Cung thỉnh Chư Tôn Đại Đức Tăng Tỉnh Xá Hòa Thượng chứng minh và đồng an tọa. Xin mời các vị khách quý an tọa. Sau khi Chư Tôn Đức Tăng an tọa xong, cung thỉnh
thỉnh Chư Tôn Đức Ni hướng về Chư Tôn Đức Tăng Kỉnh Xá Ba Xá và Đồng An Tòa. Mô Phật. Mô Phật. Sau khi Chư Tôn Đức Tăng Ni các vị thập quý an tòa xong, mời quý Phật tử hướng về Chư Tôn Đức Tăng Ni Kỉnh Xá Ba Xá và Đồng An Tòa. Mô Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Chứng Minh, ngưỡng bái bạch Chư Tôn Đức Tăng, ngưỡng bái bạch Chư Tôn Đức Ni, kính thưa các vị đại diện các cấp chính quyền, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện. Trong thi ca Việt Nam có viết rằng: nước biển đông không đông đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phụ kính công cha. Công cha cao hơn núi muôn nghìn trượng, nghĩa của mẹ rộng hơn sông gấp bội lần. Vâng, nói về công ơn và tình cảm của cha mẹ thì trên thế gian này khó có một thứ công ơn hay tình cảm nào sánh ví. Vì từ khi chúng ta sanh ra đời, lớn lên rồi dựng vợ, gả chồng, thành danh chi mỹ trong cuộc đời này, đâu đâu cũng có hình bóng của cha và mẹ. Vì thế trong kinh thi có dạy: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cốt ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo thâm ơn hiệu thiên vọng cực. Nghĩa là cha sanh ra ta, mẹ nuôi ta, có thương công ơn cha mẹ thật là to lớn. Bổn phận làm con muốn đáp đền công ơn ấy chẳng khác nào với lên trời cao khôn cùng. Hôm nay đây nhằm tạo điều kiện và khơi gợi cho quý Phật tử tri ân và báo ân đối với những ân tình như trời cao như biển rộng đó của cha và mẹ. Hòa Thượng Đạo Hiệu Giác Tấn, Trị Sự Trưởng Giáo Đoàn, Trưởng Ban Quản Trị Tịnh Xá Trúc Lâm, Thượng Tọa Giác Nhuận, Phó Trị Sự Trưởng Giáo Đoàn, Phó Ban Quản Trị Tịnh Xá Trúc Lâm cùng Đại Đức Thích Minh Dẫn, người được Giáo Đoàn công cử về quản lý trong nơm Tịnh Xá Trúc Lâm, đã long trọng tổ chức Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu và cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni Quang Lâm về nơi bổn tự để quý Phật tử có cơ hội gieo trồng phước lành vào miếng ruộng phước điền của Chư Tôn Đức Tăng Ni. Nguyện đem phước lành này hồi hướng kỳ siêu cho ông bà cha mẹ bảy đời của quý Phật tử được giảng sanh về Tây Phương Tịnh Độ, cũng như cầu an cho quý Phật tử hiện diện cũng như gia quyến của toàn thể quý Phật tử được vạn sự an lành, muôn điều phúc lạc. Đó là lý do buổi lễ hôm nay. Mô Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Chứng Minh, ngưỡng bái bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể quý Phật tử. Và giờ này cho phép chúng con được thông qua chương trình đại lễ hôm nay. Chương trình Đại Lễ Vu Lan Dân Pháp Y Ca Sa Mùa Vu Lan Báo Hiếu tại Tịnh Xá Trúc Lâm Phật lịch 2563, dương lịch 2019 được diễn ra như sau. 7 giờ Chư Tôn Đức Tăng Ni đi khất thực theo truyền thống hệ phái. 7 giờ 30 Phật tử tề tụ. 8 giờ cung nghinh Chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như các vị khách quý quan lâm. 9 giờ lễ chính thức. Trong lễ chính thức gồm có dâng hương bạch Phật, tuyên bố lý do thông qua chương trình, giới thiệu thành phần tham dự, dâng hoa cúng dường, cài hoa hồng cúng dường lên Chư Tôn Đức Tăng Ni và các vị khách quý cũng cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện tặng hoa chúc mừng, đôi dòng cảm tưởng về cha mẹ của quý Phật tử, tác bạch dân y và dân pháp y, đạo từ của Hòa Thượng Chứng Minh và cảm tạ hồi hướng. Đó là chương trình buổi lễ hôm nay. Chúng con xin được đọc lên để Chư Tôn Đức Tăng Ni, các vị khách quý cùng toàn thể hội chúng chúng ta được liệu tri. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến chứng minh và tham dự Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2563, dương lịch 2019 tại Tịnh Xá Trúc Lâm. Ban tổ chức chúng con được thành tâm cung đón Hòa Thượng Đạo Hiệu Giác Điệp, Phó Trị Sự Trưởng của Giáo Đoàn, trụ trì chùa Giác Quảng, xin trân trọng kính giới thiệu. Xin ao tràng cho một tràng pháo tay thật lớn. Xin trân trọng kính giới thiệu Thượng Tọa Đạo Hiệu Giác Nhận, Ủy viên Ban Trị Sự Giáo hội Việt Nam Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Phó Ban Thường trực Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 6, giáo phẩm hệ phái Khất Sĩ, Phó Ban Quản trị Tịnh Xá Trúc Lâm, xin trân trọng kính giới thiệu. Chúng con xin trân trọng kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Minh Nhơn, giáo phẩm của Giáo đoàn 6 hệ phái Khất Sĩ, trụ trì Tịnh Xá Ngọc Nhơn, Bình Thuận, xin trân trọng kính giới thiệu.
Và chúng con xin trân trọng kính giới thiệu chung Chư Tôn Đức Tăng đã hoan hỷ quang lâm về chứng minh và tham dự buổi lễ hôm nay. Xin trân trọng kính giới thiệu chung. Về Chư Tôn Đức Ni, xin trân trọng kính giới thiệu Ni Sư Diễm Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Châu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ni Sư Sanh Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Sanh, tỉnh Bình Thuận. Ni Sư Phương Liên, trụ trì tịnh xá Phước Hưng, tỉnh Đồng Nai. Và xin trân trọng kính giới thiệu chung Chư Tôn Đức Ni đã hoan hỷ quang lâm về tham dự buổi lễ dân pháp y hôm nay. Xin trân trọng kính giới thiệu chung. Về đại diện các vị khách quý, ban tổ chức chúng tôi được xin trân trọng được đón tiếp bà Nguyễn Thanh Vân, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, trưởng ban dân vận, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Biên. Xin trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Hoàng Anh, huyện ủy viên, trưởng phòng nội vụ tôn giáo huyện Tân Biên. Xin trân trọng kính giới thiệu bà Nguyễn Thanh Thủy, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên. Xin trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Văn Hiếu, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Tây. Xin trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Văn Hoàng, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Tây. Xin trân trọng kính giới thiệu ông Nguyễn Bảo Thọ, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh Tây. Và xin trân trọng kính giới thiệu chung quý ông, quý bà đã và đang công tác tại các ban ngành đoàn thể huyện Tân Biên và xã Thạnh Tây. Xin trân trọng kính giới thiệu chung. Và xin trân trọng kính giới thiệu chung khoảng hơn 1.000 Phật tử về tham dự đại lễ hôm nay. Xin đạo tràng cho một tràng pháp tay thật lớn. Để mở đầu chương trình đại lễ dân pháp y Cà Sa mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2563 dương lịch 2019 hôm nay, và giờ này xin mời nhóm múa học trò của cô giáo Kim tiến vào để dâng hoa cúng Phật cũng như là dâng hoa cúng dường lên Chư Tôn Đức Tăng Ni và các vị khách quý. Mô Phật. Thank you.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể quý Phật tử, Vu Lan nguyện xin được cài lên áo đóa hoa hồng cho đến mãi ngàn sao, dù thời gian sương gió có phai màu, trên tóc mẹ đôi vai gầy chịu nặng. Vâng, dù thời gian sương gió có phai màu, những kỷ niệm có dần trôi theo năm tháng, nhưng những ân tình như trời cao như biển rộng của cha và mẹ dành cho chúng ta trong suốt cuộc đời này thì không thể nào phai nhạt, mà nó cứ tuôn chảy như một dòng suối ngọt ngào, êm ả và bất tận. Cho nên hôm nay, quý Phật tử đã từng bước trở về ngôi đạo tràng Tịnh Xá Trúc Lâm, dâng lên tứ vật dụng cúng dường ngôi Tam Bảo, và trong giờ phút thiêng liêng này, từng đóa hoa hồng vàng sẽ được cài lên cúng dường cho Chư Tôn Đức Tăng Ni sau 3 tháng an cư kiết hạ. Đây những đóa hồng của tình thương và sự sống, đây mùa vô lan hiếu hạnh của muôn đời, đây hương lòng thơm ngé khắp nơi nơi, và đây ánh đạo sáng ngời trong lịch sử. Những đó hoa hồng màu vàng dành riêng cho Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni, tượng trưng cho sự từ bi hỷ xả, sự uy hoàng rực rỡ của quý Ngài sau 3 tháng an cư khiết hạ, thúc liễm thân tâm trao dồi giới đức, tấn tu tam vô lậu học theo tinh thần hòa hợp trang nghiêm thanh tịnh của người con Phật. Và đây cũng chính là những đóa hoa hồng mà Chư Tôn Đức Tăng Ni cài lên để tưởng nhớ đến ân đức sanh thành dưỡng dục của cha và mẹ đã dành cho các ngài xác thân này, để cho các ngài tiến trên con đường giác ngộ. Con nay dù phát ca xa, nhưng lòng vẫn nhớ về cha mẹ hiền. Đó là bổn phận thiêng liêng mà người con hiếu thảo phải siêng năng làm. Tiếp theo, mời quý Phật tử trong đoàn cài hoa hồng, tiến vào từ từ để cài hoa hồng cúng dường lên Chư Tôn Đức Tăng Ni, cũng như cài hoa hồng cho các vị khách quý. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Rủi mai này mẹ hiền có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngờ đời mình không lớn khôn hơn như bầu trời thiếu ánh sao. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là ánh sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lon
là dòng suối diêu hiền, mẹ mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mặt sáng trăng sao, là ánh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân mùa Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2563, dương lịch 2019, các vị đại diện các cấp chính quyền đã dành thời gian quý báu đến đây tham dự lễ Vu Lan, mà còn cũng có một số lãng hoa để dâng tặng cho buổi lễ. Và giờ này chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa Giác Nhượng Phó Ban Quản trị kiêm trưởng ban tổ chức đại lễ Vu Lan tại tỉnh xá Trúc Lâm lên nhận những lãng hoa của các vị đại diện các cấp chính quyền. Đầu tiên là lãng hoa của quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tân Biên. Xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thanh Vân, quận ủy viên thường quận ủy viên ban thường vụ quận ủy, trưởng ban dân vận, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tân Biên lên tặng lãng hoa. Xin hậu tràng cho một tràng pháo tay thật lớn. Xin cảm ơn Thượng Tọa, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Thanh Vân, xin mời về chỗ. Cung thỉnh Thượng Tọa ở lại đây để nhận tiếp một lãng hoa. Tiếp theo là lãng hoa của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh Tây. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Tây lên tặng lãng hoa. Xin cảm ơn ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Tây. Xin cảm ơn Thượng Tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Chứng Minh. Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong một đoạn thơ Hòa Thượng Giác Huệ có viết rằng: lá dầu lìa cội đừng xa cội, chỉ dẫu xa kim phải nhớ kim, nước biệt ly nguồn nguồn nhớ nước, máu đi sinh máu trở về tim. Vâng, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây là đạo lý ngàn đời của dân tộc. Và khi đạo lý ấy đến với đạo Phật càng nhân rộng ra, để cho chúng ta thấy như thế nào là công ơn như trời cao, như biển rộng của cha và mẹ dành cho chúng ta trong suốt cuộc đời này. Và hôm nay đây, nhân ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu Phật lịch 2563, dương lịch 2019 tại tỉnh xá Trúc Lâm, kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính bạch Chư Tôn Đức Ni, kính thưa các vị khách quý và toàn thể quý Phật tử, cho đại diện quý Phật tử dâng lên đôi lời cảm xúc về cha và mẹ. Xin mời quý Phật tử. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện. Con xin đại diện Phật tử có đôi dòng cảm xúc khi nhớ về công ơn cha mẹ nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Tháng 7 lại về, mùa Vu Lan báo hiếu lại đến. Không khí trầm mặc những ngày đầu thu, trong mọi chúng ta ai ai cũng cảm thấy chặn lòng khi nghĩ về cuộc đời, nghĩ về cha, nghĩ về mẹ. Những người đã quá cố hay những người còn hiện tại. Vu Lan, hai tiếng nghe thật thân thương. Khi ai đó nhắc đến Vu Lan, lòng ta lại bồi hồi nhớ về cha mẹ. Cha ơi, mẹ ơi, phải chăng trong trái tim chúng con, cha mẹ luôn là hình ảnh cao đẹp nhất. Cha mẹ là quê hương, là tất cả. Tình thương của cha mẹ như mạch nguồn không bao giờ cạn. Suốt cuộc đời cha mẹ chỉ biết sống, chỉ biết hy sinh cho tương lai chúng con. Một nhà sĩ đã phải thốt lên: lòng mẹ bao la như biển Thái Bình,
thầy công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong hồ chảy ra. Bởi biển Thái Bình mênh mông bao nhiêu nước, thì lòng mẹ thương con cũng là sẽ bấy nhiêu. Núi Thái cao lớn bao nhiêu, thì tình cha che chở cho chúng con bấy nhiêu. Kể sao hết được công ơn sinh hành dưỡng dục của cha của mẹ. Cổ nhân nói, còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất gót con đen xì, hay còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đàn đứt dây. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, mẹ phải chịu bao nhọc nhằn vất vả. Khi con chào đời và trưởng thành là cả một quãng thời gian dài dằng dặc. Những lúc trái gió chở trời ốm đau, bệnh tật, cha mẹ chính là vị bác sĩ tuyệt vời bên con. Dù con giấc ngủ ngon lành, phải chăng cả cuộc đời của cha mẹ chỉ dành chọn cho con tất cả những tình thương? Ai có mặt trên đời này mà không do cha mẹ sinh dưỡng? Ai sanh ta đời mà không do cha mẹ nuôi nấng đến lúc trưởng thành? Thưa cha, thưa mẹ, chúng con ra đời trong sự che chở của cha, trong nỗi đau đớn âu lo đùm bọc của mẹ. Thế nhưng lòng cha mẹ vẫn luôn ngập tràn niềm vui hạnh phúc khi con thơ cứng tiếng khóc chào đời. Con là niềm hạnh phúc của mẹ, là niềm tự hào của cha. Từ thở nhỏ chưa biết gì, khi khôn lớn thành người, trong mỗi chúng ta có ai thật lòng nhớ ơn cha mẹ để đền đáp nghĩa sanh thành? Chúng con đã quen hơi ấm của cha, sự chăm sóc âu yếm của mẹ, nên cứ nghĩ rằng đó là bổn phận, là trách nhiệm của mẹ cha mà quên đi ơn nghĩa sâu dày. Chúng con quá ích kỷ, mãi cứ lo vun vén cho bản thân mình, mà quên đi cha yếu mẹ già, quên đi cái công lao như trời cao biển rộng, quên đi thân cò sớm hôm vất vả nuôi con, để cho con có chỗ đứng trong cuộc đời này. Có những đêm trường chúng ta vui chơi cùng bè bạn, là những đêm cha mẹ tự cửa đứng trong và lo lắng cho con. Đến cả chúng con không nghe lời khuyên răn của cha mẹ, làm ăn thất bại hay vướng vào vòng lao lý, chúng ta lại oán giận cha mẹ. Dù biết thế nhưng sự bao dung của cha mẹ nên người chỉ biết nhìn con bằng một cái nhìn hiền hậu. Chứa chan biết bao nhiêu sự yêu thương tha thứ, vì con có lầm lỗi thế nào cũng là con của cha mẹ. Hằng ôi tội bất hiếu thật tài đình kể sao cho xiết. Khi cha mẹ mình đã già yếu chỉ biết tương dựa vào con cái, nhưng con cái lại cho đây là gánh nặng, dẫn đến khinh khi bạc đãi. Sao người chẳng nhớ thuở âu thơ, ai là người dưỡng dục chở che, để rồi khi cha mẹ mất đi lại khóc than kể lể. Lúc ấy còn có nghĩa gì nữa đâu. Trên bàn thờ khói nhang nghi ngút, với tâm ảnh vô hồn của mẹ, của cha còn lại mà thôi. Khi cha mẹ còn sống, chúng ta không biết trân trọng. Khi cha mẹ mất rồi, và khi trên ngực áo chúng ta cài một đóa hồng trắng, chúng ta mới nhận ra mình là một kẻ mồ côi, mới nhận ra mình mất mát một cái gì rất là to lớn trong cuộc đời này.
mà chúng ta không biết có thứ gì đổi lại được. Giờ đây con mới cảm nhận được sự cô đơn trống vắng khi tính tình yêu thương vô bờ của cha mẹ. Ai sẽ là người dỗ dành an ủi? Ai sẽ nâng đỡ khi dòng đời xô đẩy? Chỉ có cha mẹ là hy sinh tất cả vì con mà không hề đòi hỏi đáp đền. Đến bây giờ con mới nhận ra cha mẹ là bến đỗ bình yên, là cội nguồn yêu thương hạnh phúc. Không cha không mẹ là nỗi đau khôn cùng, không gì có gì bù đắp được. Hạnh phúc khi ai còn cha còn mẹ, và hạnh phúc cho những ai còn được cài lên khuy áo mình bằng bông hồng đỏ thắm. Tình cờ chúng ta dừng chân trên một con phố nhỏ, ngã nón nghiêng mình vĩnh biệt chiếc xe tang đang lướt qua. Chợt trong lòng mình tự hỏi, ai đã mất đi cha mẹ? Có bao giờ chúng ta tự hỏi, ngày ấy khi nào đến với chúng ta? Sao lòng mình hoảng sợ? Giọt nước mắt kia bao lâu nữa sẽ là mình? Mùa vô lô đàn nào chúng ta sẽ cài lên ngực áo mình đóa hoa màu trắng? Nếu ai còn hạnh phúc, cài cho mình một bông hồng đỏ thắm trên ngực áo mùa vu lan. Xin hãy yêu quý cha mẹ, xin hãy giữ gìn nâng niu cha mẹ như vật báu. Đừng để khi cha mẹ không còn nữa thì mới nhớ đến cha mẹ. Như vậy có muộn màng quá hay không? Có bao giờ ta chợt nghĩ mùa vu lan năm nay ta còn diễm phúc được cài đóa hoa hồng đỏ, nhưng những mùa vu lan năm sau ta còn có được diễm phúc ái chăng? Hay chỉ cần một cơn vô thường đến thì cha mẹ ta về bên kia cuộc đời ngủ giấc ngàn thu? Có những người chung quanh ta muốn được diễm phúc như ta, muốn được gọi hai tiếng mẹ ơi, cha ơi, và rất thèm được cài một đóa hoa hồng đỏ thắm ngày xưa ấy, ngày mà cha mẹ ta dắt tay ta đến chùa nhân mùa vu lan, ngày mà ta hưởng được hạnh phúc ấm áp từ vòng tay của cha mẹ. Nhưng những ngày xưa ấy đã không còn nữa, và sẽ không còn nữa khi ta mẹ ta trở về cát bụi. Ngày tháng thôi đưa, tuổi xuân rồi qua mau, tuổi già sẽ tìm về gõ cửa. Tiền tài của cải vật chất địa vị rồi cũng sẽ phai tàn, nhưng tình yêu thương công đức sinh thành của cha mẹ không bao giờ phai nhạt. Mỗi chúng ta hãy làm tròn bổn phận chữ hiếu, làm tròn đạo con, đừng để phút cuối của cuộc đời mới quay đầu hối tiếc thì đã quá muộn màng. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng cảm ơn những dòng cảm xúc vừa rồi của Phật tử Phúc Ngọc, Phật tử Huệ Ngọc cũng như Phật tử Liệu Ngọc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa Thượng Chứng Minh, ngưỡng bái bạch Chư Tôn Đức Tăng, ngưỡng bái bạch Chư Tôn Đức Ni. Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể quý Phật tử, hạ tàng qua lá đổi thay, thu về lộng gió hương bay ngát lừng. Vu Lan tự tứ đón mừng, mùa xuân Phật giáo vui mừng khắp nơi. Vâng, mùa xuân Phật giáo có nhiều nét đẹp, và một trong những nét đẹp của mùa xuân Phật giáo đó là dân pháp y ca sa cúng dường lên thập phương chư Phật và hiện tiền chư Tôn Đức Tăng Ni. Và nét đẹp ấy có thời Đức Phật do tín nữ Visakha khởi xướng. Hôm nay đây, nét đẹp dân pháp y ca sa cúng dường lên chư Tôn Đức Tăng Ni một lần nữa được thể hiện tại đạo tràng Tịnh Xá Trúc Lâm. Trước khi
đoàn dân y cử hành lễ dân pháp y ca sa. Kính bạch Hòa Thượng Chứng Minh cùng Chư Tôn Đức Tăng cho phép quý Phật tử dâng lên lời tác bạch dân y mô Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý quan khách và toàn thể quý liệt vị có mặt trong buổi lễ hôm nay. Mỗi năm, ngày rằm tháng 7 cũng là ngày câu hỏi mười phương tăng. Dù là người thiền định ở rừng sâu núi thẳm, hoặc giáo hóa chúng sanh trên mọi nẻo đường, hoặc người khổ hạnh thanh bần, xuất gia khất sĩ, như là những cánh chim bạc gió muôn phương ban rải phước lành, cảnh tỉnh quần sanh, xả thân vì đạo pháp, không trụ chấp một nơi nào, nêu cao gương lành khất sĩ để mọi người noi theo tu tập, diệt trừ ngã mạn tham sân si quấy ác, tiến gần lên nẻo thiện lành, đến chỗ toàn thân thiện mỹ, thời gian thấm thoát thoi đưa, xuân hạ thu đông, bốn mùa tuần hoàn đó là quy luật của tạo hóa thiên nhiên, của đất trời bao la vĩ đại. Rồi mùa xuân chánh pháp lại về nơi tâm các hàng đệ tử chúng con. Đại lễ dân y ca sa là một thiện duyên cao quý để những người con Phật nói gót theo bước chân Như Lai vĩ đại trong việc thực hành giáo pháp và thể hiện tinh thần phát huy việc hộ trì tam bảo bằng những hành động thiết thực thiện lành, đem lại sự an vui đến tự thân và lợi ích tha nhân. Chúng con luôn luôn kính Phật Pháp Tăng với lòng ngưỡng kính và biết ơn vô bờ bến, tri ân Đức Phật vì đã khai sáng giáo pháp, tri ân báo vì đây là linh đơn diệu dược chữa trị tâm bệnh phiền não của chúng sanh hữu duyên, tri ân Tăng Bảo vì các ngài là hàng sứ giả Như Lai hoằng dương chánh pháp. Hôm nay dưới ánh đạo tràng trầm hương nghi ngút tỏa trước đấng Từ Phụ Thế Tôn, đầy đủ chư thượng tọa Đại Đức Tăng Ni và thiện tín đồng hội họp noi theo gương hạnh của tín nữ Visakha vào lòng bố thí, chúng con xin dâng lên những tấm y ca sa và tứ vật dụng với lòng kính ngưỡng mong quý ngài từ bi thọ nạp, nguyện đem phước lành làm này hỏi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh được âm siêu dương thới, lưỡng lộ tồn vong giai cộng thành Phật đạo. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mê bạch Hòa Thượng Chứng Minh, ngưỡng mê bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể quý Phật tử, và giờ này chứng minh cho quý Phật tử trong đoàn dân y cử hành lễ dân y ca sa mô Phật. Của hàng sa môn noi gương Từ Phụ Thế Tôn hoằng khai giáo pháp tam môn muôn ngàn. Ngày nay thiền tinh các hàng ca sa đại lễ nghiêm trang cúng dường
dâng y dưới tấm lòng thành, ma dòng nhiều phật đồng thanh nguyện cầu, chư tăng quan hỷ na thu căn lành hạt giống đầu màu tương lai, cầu mau thoát khỏi quả tai, tu hành tinh tấn không nơi gian lao, mong cầu phước pháp bền năm châu thanh hành, cầu cho cả thầy chúng sanh hồi đầu hướng thiện tâm thanh quy y, nói hương hành đức từ bi tu hành xa đi hướng về lời ta, tự thân nắm mặt cả đại đức từ bi minh chứng, ca sa này dân cúng tăng ni, xin ngài nhận lãnh phước ban cho con tấm đạo bình an đời đời. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng của hàng sa môn, nói gương từ phụ thế tôn hoàng khai giáo pháp tam môn bốn ngàn, ngày nay thiền tinh các hàng ca sa đại lễ nghiêm trang cũng dường dâng y dưới tấm lòng nhiều phật đồng thanh nguyện cầu, chư tăng quan hỷ na thu căn lành hạt giống đầu màu tương lai, cầu mau thoát khỏi quả tai, tu hành tinh tấn không nơi gian lao, mong cầu phước năm châu thanh hành, cầu cho cả thầy chúng sanh hồi đầu hướng thiện tâm thanh quy y, nói hương hành đức từ bi tu hành xa đi hướng về lời ta, tự thân nắm mặt cả tham sân đoạt giấc Bồ Đề đến nơi, bạch đại đức từ bi minh chứng, ca sa này dân cúng tăng ni, xin ngài nhận lãnh phước ban cho con tấm đạo bình an.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Đại Đức Từ Bi Minh Chứng Ca Sa Này Dân Cúng Chư Tăng, xin Ngài nhận lãnh phước ban cho con tăng quá bình an lâu dài. Bạch Đại Đức Từ Bi Minh Chứng Ca Sa Này Dân Cúng Chư Tăng, xin Ngài nhận lãnh phước ban cho con tăng quá bình an lâu dài. Rồi Phật tử dân y vô cúng dường với sư. Lòng trong sanh làm sông phương bao, dạ ước nguyện gieo tạo thiện căn, dĩa trừ ca phá trầm lưng, trong ngày mai hậu nương chân Phật Đà. Lòng trong sanh làm sông phương bao, dạ ước nguyện gieo tạo thiện căn, dĩa trừ ca phá trầm lưng, trong ngày mai hậu nương chân Phật Đà. Lòng trong sanh làm sông phương bao, dạ ước nguyện gieo tạo thiện căn, dĩa trừ ca phá trầm lưng, trong ngày mai hậu nương chân Phật Đà. Tôi xin niệm Phật, quý Phật tử đứng lên rồi đi ra. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mấy bạch Hòa Thượng Chứng Minh, ngưỡng mấy bạch Chư Tôn Đức Tăng, ngưỡng mấy bạch Chư Tôn Đức Ni. Kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể quý Phật tử, vừa rồi là đại diện quý Phật tử vừa dâng pháp y ca sa cúng dường lên thập phương chư Phật và hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni. Và giờ này chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Chứng Minh có đôi lời đạo từ chứng minh để tán thán công đức lành của quý Phật tử dâng pháp y ca sa hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Giác Điệp, Phó Trị Sự Trưởng Giáo Đoàn 6, xin Hòa Thượng có đôi lời chứng minh một Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời, kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang, kính lạy quý Đức Thầy, kính bạch Hòa Thượng Trưởng Giáo Đoàn, kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng Tượng Tọa Hải Đức Tăng, Nguyên Đi Trưởng Y Sư. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa quý Phật tử, chúng tôi rất là hoan hỷ khi nghe được những lời phát biểu, những lời nói về công ơn của cha, của mẹ, cũng như nói đến pháp y mà quý vị dân cúng hôm nay. Thì cái chuyện làm hôm nay thành tựu viên mãn đó cũng là nhờ tấm lòng cao cả của sư trụ trì, sư Minh Dẫn, cũng như tất cả quý Phật tử đã nhịn ăn nhịn mặc, đem tấm lòng
chí thành chí kính dâng lên Tam Bảo. Thay lời chư tôn đức tăng ni, chúng tôi chứng minh hứa khả cho xin một tràng có tay để tán thán công đức. Chúng tôi hoan hỷ bởi vì quý vị biết đem vật chất để cúng dường lên mười phương Tam Bảo hiện tiền chư tôn đức tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ, được tăng thêm 1 tuổi. Đây là cái tuổi ở trong nhà Phật gọi là khánh tuế. Chư tăng rất là hoan hỷ, cũng do Đức Phật dạy mùa này là mùa mà chư tăng hoan hỷ, mùa xá tội vong nhân. Thì công đức phước lành này đem hồi hướng cho củ quyền thất tổ, cho cha mẹ nhiều đời, nhất là cha mẹ hiện tại được tăng long phước thọ, được sức khỏe dồi dào. Thank you.
trăm mối đắng cay. Nghiệp trần dương mang nên triền miên những cánh đua đài. Người mang kiếp sống mong manh tờ như sương khói, như cánh hồng tươi đẹp xinh, có bao lâu lặng lẽ dài thoát nhé.